Rồi, hôm nay xin chào tất cả các anh chị em gần xa. Hôm nay Hải có một cái món đồ Hải giới thiệu cho anh em. Khi các bác nào có nhu cầu xài thì sử dụng thì vào xem. Cái phần mà trình duyệt web thì Hải cài cho cái là cái cốc cốc nè. Hãy hãy cài cho cái cốc cốc nè, rồi cốc cốc nè, rồi Hải lại gọi trơn. Thì ở đây á bây giờ Hải quay qua đây để Hải nói cái vấn đề về cái cốc cốc và gọi trơn cho anh chị em mình hiểu một cái điều như thế này nữa. Cái cốc cốc và trơm á, tại vì cái này thì Hải liên kết đến ngân hàng, thì những cái gì mà nó tối ưu về ngân hàng á thì nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu một cái điều về nguyên tắc về an ninh mạng. Thì cái cốc cốc á là dành cho người Việt Nam mình nhiều. Tại sao trong quá trình việc cốc cốc mình gõ vào một cái á, khi nó bung cái màn hình ra thì nó chạy quảng cáo đủ các kiểu, các cái chính hơn là dầu ăn, bún riêu, nước mắm, phở vung, hết tất cả cái gì trong cái cốc cốc nó đều có hết, nó quảng cáo đầy hết, nó trôi, nó chạy tùm lum la. Khi mở một cái trình duyệt của cốc cốc ra là nó đủ thứ rác rến trong đó. Mình nói cái từ rác rến là mình nói là nôm na chứ không phải nó là rác nha, đừng hiểu nhầm, ném đá tội nghiệp Hải. Thì cái này Hải ý Hải nói rác đây có nghĩa là nó quá nhiều thứ, nó làm cho cái mắt chúng ta cảm thấy là bị loạn và bị hoa mắt luôn, không biết cái gì hết. Thì nó như thế này để cho anh chị em mình xài cho nó chuẩn và không không có bị hắt. Hắt đây là không có bị là mình bị hắt cái nick Gmail của mình. Thí dụ giờ Gmail tiện đây Hải chia sẻ luôn cái vấn đề này. Tại vì tại sao mà Hải thấy Hải biết cái này mà Hải chia sẻ, Hải cũng dựa vào bên ngân hàng thôi. Tại vì tình cờ á, có nhiều cái trang web mà thí dụ như Hải xài bên ngân hàng Vietcombank hay là xài bên cái ICB, thì khi mà mình đăng nhập á, mình đăng ký cái online của mình ở trên cái trình duyệt web của mình á, thì hãy đăng ký ở bên cái cốc cốc á. Hãy không nhớ là những ngân hãy không biết là những cái ngân hàng khác á là nó có cho mình đăng nhập hay không, thì hãy không biết, nhưng mà hãy nhớ là như ICB với Vietcombank thì như là nó không cho. Thì hãy mới thắc mắc khi mà hãy ra cái chỗ trung tâm của ICB á, thì hãy hỏi thì nhân viên của họ không biết là kỳ đó, hãy hỏi bên bên ICB hay là Vietcombank gì đó, hãy quên, hãy chỉ xài có hai ngân hàng đó thôi. Thì đại khái ha, thì ở bên một ngân hàng thì nhân viên họ hãy thắc mắc là tại sao hãy hãy đăng nhập lại không không được, hãy quên nó, bắt hãy đăng nhập vô và lúc đó hãy xài cái trình duyệt cốc cốc, tiện đây chia sẻ luôn, thì hãy mới thấy không được. Thế là hãy mới mới chạy ra ngoài 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 ngân hàng thì hãy mới hỏi, thì nhân viên bên đó thì họ mới trả lời rằng anh không nên đăng nhập tài khoản của anh vào cái cốc cốc, vì cái cốc cốc là nó tạp nhạp, nó đủ thứ và nó không an toàn, đôi khi nhầm cái hacker người ta cài cái ẩn mà mình không biết, cái mình khai báo cái password mình vào đó, thì người ta sẽ lộ, sẽ bị lộ thông tin password, thì những lúc mình không có nhà giống như người ta thay thế mình làm chính chủ, người ta vào được đó, người ta cài. Thì ngân hàng nó khuyên mình là nên nên xài cái Gochom. Cái trình duyệt Gochom là gì? Cái trình duyệt Gochom là nó không có rác đó, nó không có rác, trong đó nó không có nhiều cái nó hiện lên để cho chúng ta đăng nhập và nó an toàn. Thành ra là khi mà xài Gochom á thì nó an toàn. Thì chính vì cái đăng nhập mà mình khai báo cái tài khoản, khai báo password các thứ này nọ đó là chỉ có chính chủ chúng ta biết thôi. Còn nếu mà cái lộ thông tin đó không thể lộ được, vì cái Google đó là nó xài trên cái trình duyệt của cái gọi trơm á, là nó chuẩn của Mỹ, nó chuẩn của quốc tế rồi, nó không có tạp nhạp. Nó còn cái thằng cốc cốc á là nó tạp nhạp lắm. Bởi vậy các anh chị em mình khi vào một cái trình duyệt á, mình sẽ hiểu được tại sao mà cái cốc cốc là nó quá nhiều, vì cốc cốc nó dành cho nhiều người Việt Nam mình sử dụng nhiều và nó rất tạp nhạp, nó đủ thứ hết trơn á. Đôi khi nó chạy file này, nó chạy file kia, nó ẩn mình nhấp chuột, mình mở một tab của sổ ra, mình nhấp chuột, mà đôi khi trong cái tab của sổ đó nó còn hiện bao nhiêu cái tab khác ẩn ẩn, nó muốn giống như nó chèn vào trong màn hình chính mình, nó để nó nhảy cho mình thấy, ý là nó đang quảng cáo đó cho mình hình thấy. Thành ra nó tạp nhạp đủ thứ cho nó, thành ra là khuyên các anh chị em mình khi đăng nhập tài khoản, thậm chí Hải đây nè, tài khoản YouTube hay tài khoản bên Gmail, tài khoản hay là cái Facebook, mình nói thí dụ vậy, những cái gì đó hãy muốn đăng nhập, hãy đăng nhập ở bên cái Gochom, chứ còn cốc cốc là chỉ là đọc báo thôi. Cốc cốc này mình chẳng qua mình lướt cho nó nhanh, nhưng thực sự là không an toàn nha các bạn. Không nên đăng nhập tài khoản mình vào trong cái cốc cốc, vì mình đăng nhập cốc cốc mà chẳng may là mình bị hack á, là cũng là một phần do cái lỗi, cái lỗ hổng, ta gọi là lỗ hổng mạng á, được cái đường mạng, cái lỗ hổng nó cài mà mình không biết, cái mình đăng nhập vô là mình dính chưởng, giống như là nhà mình đưa chìa khóa cho họ thì họ sẽ tự vô nhà mình được ha, rồi đơn giản vậy đó. Đại khái lại chia sẻ cái đó là chia sẻ thật tình để anh chị em mình tránh cái trường hợp bị mất cái tài khoản của mình. Rồi ở đây đây, bây giờ hãy hồi nãy là nói thôi, bây giờ hãy hãy quay cái clip để qua cho anh chị em mình thấy cái trực
trực diện và trực quan hơn, nó rõ ràng giữa cái cốc cốc và cái gờ chôm. Ở trong cái trên cái máy này Hải cũng cài sẵn cho hai cái, để ví dụ như anh chị em mua về cho con học thì về chỉ cho con vào cái gờ chôm cho nó an toàn, đăng nhập tài khoản gì ba đăng minh gờ chôm thôi, còn cái cốc cốc thì chỉ để đọc báo ha, ông già bà già này nọ thì mình cốc cốc nó hiện lên cái là rất là nhiều rồi. Bây giờ Hải quay qua ha. Đây à, quên nói luôn cái màn hình, hồi nãy chị nói mới CPU thôi, còn cái màn hình này á, cái màn hình này là màn hình 17 inch và nó có hơi lỗi nha. À, quên để nói những phần lỗi luôn. Cái màn hình này đây là đó, nó hơi vàng vàng, có nghĩa là khi mà, nhưng mà vẫn xài vô tư ha. Khi nào tại vì máy rẻ tiền mà ha. Quan trọng CPU, còn cái màn hình ví dụ như xài một thời gian mà nó không có đạt cái nhu cầu thì các anh chị em mình có thể mình thay thế, mình lúc đó mình sẽ mua những cái màn hình khác. Thì bây giờ mua màn hình chuẩn mà mua màn hình mới mà lớn lớn thì cũng phải tầm 2 triệu trên dưới 2 triệu ha. Thì khoảng đó thì ở đây mình cứ còn xài được mình cứ xài đó. Còn cái mờ mờ này thật sự đây nè, đó nó coi như nó hơi vết, nó có một cái vết mờ mờ kéo lan ra như thế này, nhưng mà mình vẫn đọc bình thường. Đây bây giờ hãy vào một cái còn à quên, còn cái bàn phím nha, quên nói bàn phím để chiếu xuống bằng cái bàn phím này là nó mất một nút, nó mất một nút do cái chủ nhà người ta xài, nhà có em bé đó, người ta lên đời máy thì cái máy này nhà có em bé nó vô tình nó cậy sao văng mất cái nút, một cái nút phím, nhưng mà cái nút phím này nằm đúng cái vị trí mà không quan trọng. Cái nút phím này nói chung là nó không liên kết quan trọng đến cái việc mà học hành, còn cái việc học hành mình bấm chữ đầy đủ hết, từ ABC 20 mấy chữ cái có đầy đủ hết, các lệnh đầy đủ hết, còn cái nút này chỉ là những cái nút hiệu ứng nó tương đồng với cái nút bên trái thôi, thành ra mình muốn xài bên trái hoặc bên phải cũng được. Thành ra đây hãy quay lại xuống, đây nó mất cái nút này ha, nó mất một cái nút phím này. Còn nếu anh chị em mình muốn kỹ muốn đẹp á, thì ra cái chỗ mà nó bán đồ linh kiện internet mấy cái tiệm mà nó sửa chữa đó, mình coi người ta có một cái nút tương ứng như thế này thì mình gắn vô, còn không thì coi khỏi gắn cũng được, cũng không sao, vẫn xài bình thường ha. Bàn phím sạch sẽ hết á, chuột quên nói con chuột luôn, chuột này là chuột xịn nha, con chuột này rất là xịn luôn á, con chuột dây này, chứ mà nó là thương hiệu xịn, Logitech, nó cái thương hiệu Logitech này rất là bền, thương hiệu Logitech rất là bền, rất là chuẩn luôn đó. Thành ra là cái bộ này có như thế nào là hãy để lại như thế, vệ sinh lau chùi sạch sẽ thôi, chứ còn để chủ yếu cho anh chị em mình mua về để mà học hành, cho con học hành hoặc là mình đọc báo nghe nhạc, hát karaoke vẫn ok luôn, hát karaoke hay luôn ha, chạy rất mượt, chạy lên trên YouTube là nó mượt mà nó không gì, mà máy có 2GB thôi nha, chạy RAM 2GB thôi, RAM DDR2 ha, chạy RAM DDR2 vẫn mượt bình thường đó, chứ không có phải cần, quan trọng là mình phải xài những cái máy mới mắc tiền. Rồi bây giờ hãy quay qua nè, hãy quay qua cái phần này để cho anh chị em để vào cái chi tiết ở cái gờ chôm và cái cốc cốc ha. Đây bây giờ nè, hãy mở cái trình duyệt của cái gờ chôm lên trước nha. Đó, đây anh mở gờ chôm. Rồi đây, cái trình duyệt đây nè. À bây giờ các anh chị mình thấy nè, đó, nó hơi ố vàng 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 một xíu, cái màn hình nó hơi vàng vàng. Đó, còn cái mình phát ra mình sẽ không thấy. Đó, nó hơi vàng vàng, nó hơi vàng màn hình đi xíu, nhưng mà không sao, mình vẫn sử dụng bình thường được. Đó, và đôi khi nó cũng hay nữa, nó không bị quá sáng chói lóa. Thì quá sáng cái lóa mà đôi khi các em mà mình học ngồi căng mắt vậy nó rất là mỏi mắt vì nó lóa quá, còn ở đây là nó là dạng ánh sáng nó hơi chỗ đó đi, nhưng mà vô tình nó màn hình mình nó cũng sẽ dịu xuống, nó không có bị quá gắt. Rồi đại khái thế ha đó. Rồi ở đây nè, ở đây hãy chỉ luôn, nó có một cái tròn gọi là cái lối tắt này là để cho mình thêm những cái mà những cái trang nào các anh chị em mình muốn thích xài mình cài vô. Ở đây hãy để sẵn đây nè, đó hãy để sẵn cho cái YouTube nè và cái Facebook. Rồi bây giờ hãy thí dụ như YouTube, anh chị em nhấp vào đây lên cái là nó sẽ nhảy qua một cái trang YouTube đó. Khi mà bắt đầu nó vào cái trang YouTube này thì mình sẽ lướt xuống mà mình sẽ muốn xem cái gì đó thì tùy ý ha. Rồi bây giờ mình đây hãy tạo một cái tab mới, rồi qua một cái tab mới. Rồi thí dụ như bây giờ Facebook nha, Facebook mình nhấp vô cái cột có cái hình Facebook của mình, đăng nhập gì đó, số điện thoại các thứ này là của mình. Rồi bây giờ hãy trở lại cái vấn đề tạo cái này, muốn tạo được những cái con này, bây giờ mình muốn tạo cả đống dưới này cũng được luôn. Giờ bây giờ thí dụ như bây giờ cái này là để dấu cộng, này là mình cộng thêm để mình muốn cài gì mình cài ha. À, còn cái cốc cốc hãy nói cái cốc cốc là nó quảng cáo nhiều. Đây bây giờ hãy úp cái cốc cốc nè đó, quên xin lỗi, quên để quay qua đây, đây camera đây, cái cốc cốc mà hãy chỉ con tay tại con chuột, sợ camera nó không thấy con chuột nó nhỏ ở đây, cái cốc cốc nè đó. Bây giờ hãy mở cốc cốc, trình duyệt lên cốc cốc cái nha. Đây bây giờ hãy nói là nó quảng cáo, tại sao hãy nói nó nhiều rác. Bây giờ điển hình là anh chị em thấy thực tiễn luôn nha, thực tế trực quan luôn,
đây nó rất là nhiều, nó rất là nhiều thứ mà hãy hãy kéo con chuột xuống, hãy hãy xoay con chuột thì thôi là tự động nó chạy xuống nha. Đây đây là đó, hãy để này, đây con chuột cái thanh này thay vì hãy hãy kéo nè, đó hãy kéo xuống đúng không, giờ hãy không kéo để hãy lăn con chuột nè. Đây nó quảng cáo nè, đó nó quảng cáo đủ các trang tab, nó quảng cáo đủ hết luôn, bún bò, bún riêu, bún canh hay là quảng cáo rồi lướt web cái gì đó tùm lum kính thưa đại loại, mà mình kéo là không bao giờ hết luôn nha, không bao giờ hết nha các bạn. Có nghĩa là mình càng kéo chuột chừng nào thì nó cứ lại lôi lên, nó lôi lên, và nó lôi đến khi nào mà mình cảm thấy mỏi tay, mình không thích thì mình dừng ha, đó là quyền của mình. Chứ còn nó không hết là cái hàng triệu triệu cái ở trong cái cốc cốc này, nó là một, nói nôm na cốc cốc, nói đây thôi nó nhỏ nghe thôi, đừng có nói lớn, ông cốc cốc ông nghe ông buồn, chứ ổng là một cái kho rác nha. Đó là một cái kho rác, một cái kho chú rác luôn, chú các loại rác đủ các loại, nó dồn vô trong đó, khi mình bung ra là cái giống giống như nó nở, ta nở hoa con này, nó nở rác, là nó nở cho các bạn một đống rác ở trên đó. Rồi đôi khi mà cái rác mà rác tốt thì không nói ha, mình nói rác là chẳng qua mình nói cái từ hài hước. Thí dụ một cái trang tốt thì mình không có nói, nhưng mà nó đưa vào cái trang tầm bậy tầm bạ, hay là cái trang mà nhất là cực kỳ nguy hiểm, đó là trang có virus đó, thì mình vào cái là virus nó nhảy vô trong con CPU của mình đó, để đây phân tích luôn, nó nhảy vô trong cái CPU của mình và nó khống chế cái ổ mà mình chạy, nói năm nay thì không gần ABC chứ khó phức tạp, cái ổ chuyên để nó chạy cái win cho mình trong máy tính để nó ổn định, thì con virus đó nó nhảy vô trong cái ổ mà nó chạy win, điều hệ điều hành của mình đó, gọi là win, thì nó sẽ khống chế vào trong đó và đôi khi nó ăn mòn dữ liệu của mình, mất dữ liệu luôn chẳng hạn, rồi thậm chí là máy tính không khởi động luôn. Cuối cùng các bạn sao, vác cái cục CPU ra cài win lại tốn tiền ha, nó rất là phức tạp lắm. Có cài win là cứ tốn là 80 đến 100 ngàn tùy theo chỗ đó, thì có phải là tốn tiền lãng nhất không? Thành ra là mình không nên vào cái cốc cốc mà đăng nhập, nhớ điều đó. Cốc cốc chỉ là để mình lướt web, mình đọc báo, tại vì người Việt Nam mình rất thích đọc bên cốc cốc, nhưng mà thật sự cốc cốc không an toàn nha, nhớ điều vậy, vì nó có sẵn đó. Chính tại sao đây, ở bên cái gờ chơm này, hãy mở lại gờ chơm, cái gờ chơm mở ra một cái nó không có cái gì hết, nó chỉ có một cái thanh trình duyệt ở giữa là Google ha, nó thanh Google, và nó chỉ có vài cái này thôi, và nó trắng nhấp hết, nó không có gì hết. Tại sao trắng? Vì nó cho ta chọn vào cái này, nó không làm sẵn, có nghĩa là mình, những cái gì mà mình cần đó, bởi vậy Hải mới chỉ mà cái mà các bạn để làm đó, các bạn lưu lại. Thí dụ như mình cần, à thí dụ như tôi cần là YouTube nè, tôi cần Facebook nè, tôi cần báo công an nè, tôi cần báo Tuổi Trẻ Cười nè, tôi cần báo Người Lao Động nè, đây lại nói thí dụ như các anh chị em mình thích cái báo nào, mình thích cái gì mà mình xem, mình mới cài vào thôi. Thì lần sau các bạn mở cái trình duyệt web của cái Gchrome này lên thì nó đã có sẵn những cái bạn chọn thôi, còn những cái mà tập nhạc nó không được phép vào đây. Thành ra là các bạn vào đây an toàn, có nghĩa là giống như căn nhà riêng của mình tạo riêng cho chúng tôi. Nhà của tôi tạo, tôi muốn để cái gì là tôi để, chỉ có hiện lên những cái của các bạn để thôi. Còn các bạn vào trong cái cốc cốc thì nó là một cái căn nhà thế giới của Việt Nam. Hãy tưởng tượng cái thằng cốc cốc nó như là một cái thế giới Việt Nam, là nó kính thưa các loại đủ các kiểu trên trời, từ buôn bán xe, đôi khi nó hiện cái trang bán xe, nó hiện cái trang bà bán hộp vịt lộn, nó hiện lên cái trang chỗ cửa hàng này bán bún riêu, nó hiện, nói chung là kính thưa các loại, nó không thiếu thứ gì ở trên cái trang cốc cốc hết đó. Thành ra là mình ở bên này thì mình sạch sẽ đúng không, ở bên cái tranh bên cái Gchrome này mình rất sạch sẽ, trắng tinh ha, trắng ao, đăng rất an toàn. Còn cái thằng này đó, trở lại là các bạn thấy không, nó đủ các kiểu hết rồi, nó quảng cáo nào là đủ thứ, là thuốc ho, thuốc bổ, thuốc đủ các loại. Nói chung là các bạn cứ kéo chuột thì nó lại lên, các bạn kéo chuột thì nó lên, chứ không bao giờ nó hết. Thì chính vì vậy á, chính vì cái điều đó mà nó tiện lợi, có nhiều người thấy là lạ, cứ thích nó hiện lên là mình để nhấp chuột vô để mình xem. Rồi đại khái như thế, thì ở đây Hải chỉ chia sẻ như vậy những cái kỹ năng người trên cái máy tính, để cho mấy anh chị em, nhất là mình ít xài máy tính á, mình không rành, thì nghe cái clip này thì cũng hiểu nôm na một phần vậy, để mình biết cái sự an toàn. Thì chính vì điều này mà Hải mới khuyên các anh chị em mình, mình đăng nhập cái Facebook là cực kỳ dễ bị hack nhất. Thì cái Facebook các bạn có đăng nhập bằng máy tính, thay vì mình đăng bằng cái điện thoại, đây thay vì mình đăng bằng một cái điện thoại của mình ha, mình đăng cái điện thoại của mình để mình xài, thì đó là cá nhân mình phải có cái app, mình có cái app Facebook mình tải về mình mới đăng nhập, rồi cái đó thì Hải không nói. Còn ở trên cái trình duyệt web ở trên máy tính, các bạn muốn đăng Facebook các bạn cũng phải vào cái trình duyệt, thì nó cho mình lựa chọn đủ các loại trình duyệt. Đây là Hải chỉ nói có hai trình duyệt thôi, còn có những cái trình duyệt Opera, rồi nó có nhiều trình duyệt lắm, nhưng mà Hải chỉ xài cái Gchrome
là cái chuẩn nhất, cái chuẩn cái gờ trơn nó an toàn. Còn những cái khác là không thích, phải thích xài cái gờ trơn thôi. Còn cái cốc cốc, tại sao hãy khuyên các bạn là hạn chế đăng Facebook vào bên cái cốc cốc là vậy, đi nó không an toàn, các bạn đăng vào đó rồi dễ bị hacker, rồi nó hack, hoặc là mình vô tình mình vào Facebook nhưng mà đôi khi cái men men cái gì ở ngoài đó, nó đang chạy ẩn quảng cáo mà các bạn không biết đó nha. Đó, cái thằng, tại vì cái thằng cốc cốc này nó ngặt lắm. Mình đăng nhập một cái kênh riêng của mình, một cái trang riêng của mình, mà đôi khi hả nó làm một cái bục, một cái ngay giữa màn hình đó, nó nhảy vô, nó nhảy sang vô một cái cửa sổ, nó nhảy vô ngay giữa màn hình mình đó, mà thấy vô duyên không? Có nghĩa nhà của mình đang vô nhà của mình mà nó nhảy hổn, nó nhảy vô một cái thanh nhỏ xíu, nó nhảy một cái bục ngay giữa màn hình mình, cái nó che mình lại bực bội. Nhưng mà ở trên góc nó có một cái dấu nhân ha, một cái dấu nhân gọi là cái dấu close, là cái dấu đó là mình bỏ mình tắt á, thì mình không thích nó hiện nữa thì mình phải đưa con chuột lên chỗ đó mình mới tắt thì nó mới mất, còn không là cứ nó cứ nằm nhẹ nhẹ nó chết 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 để cho giống như mình chú tâm. Mà nếu mà các bạn đưa con chuột vô, các bạn nhấp nó một cái là nó đè luôn cái trang kia của các bạn, cái trang mà bạn đang muốn đọc báo hay cái trang gì cá nhân của bạn ha, nó bung cái màn hình của cái mới lên, là nó lấp, nó che cái đi khi là nó hiện cái của nó lên cho mình xem. Có phải là nó nhảy hổn không? Bởi hè mới nói là nó một kho rác. Thành ra các anh chị em đừng có cười, xem clip này đừng có cười, nhưng mà đây là hãy nói thực tế nha, hãy nói thực tế chứ không có phải là, tuy là nghe nó hơi khôi hài, nó buồn cười nhưng mà nó rất thật đó, chứ hãy không nói đùa đâu. Thành ra là hạn chế đừng có vào cái cốc cốc, thì cốc cốc chỉ là chơi vui mình xem giải trí nọ vớ vẩn thôi, chứ còn đừng nên đăng nhập tài khoản nha, không nên đăng nhập tài khoản, không nên đăng nhập password. Bất cứ cái gì khai báo tài khoản password của mình là cái cá nhân của mình nên đăng vào cái gờ chơm an toàn nhất đó, thì nó không có bị mất. Chứ không đăng vào kia lơ cơ là vào cái chỗ mà mình không biết á, nó cài ẩn và những cái lỗ hổng không, rồi lỗ hổng mạng cái là nó biết bắt cho mình, lần sau là nó tung hoành, nó phá mình, nó quậy nát luôn cái tài khoản mình đó. Cái những cái kỹ năng này đâu, thì trên máy tính ở dưới, thí dụ như anh chị em mà đây là dành riêng cho những anh chị em mà mình mà chưa làm về máy tính, không hiểu những cái gì đó thì mình cứ để comment ở dưới, lúc rảnh Hải thấy thì Hải sẽ trả lời trong phạm vi biết của Hải thôi, chứ Hải cũng không phải là người giỏi nha. Có nghĩa là Hải nói đây là Hải không phải là cái người giỏi tất cả, mà cái gì Hải cũng trả lời được, Hải chỉ trả lời trong phạm vi cái gì Hải biết thì Hải trả lời, còn cái gì mà không biết thì phải để cho những cái giới chuyên môn. Thí dụ như bây giờ nói xin lỗi với trong cái máy tính, thí dụ mình mở ra những cái con nhỏ nhỏ nhỏ, những con linh kiện tụ này tụ kia, những con IC này IC kia, con chip này chip kia, ở trong đó đôi khi nó còn những cái mã hóa của nó, cái đó là đi vào chuyên sâu rồi, phải học làm nghề chuyên mới biết. Còn những cái thông thường mình biết là mình biết sơ về tổng quát, ví dụ như máy tính à, ví dụ như main đó chạy như thế nào không, rồi RAM đó chạy như thế nào, hay là RAM đó là nó bao nhiêu ghi, rồi ổ cứng đó thì nó có thích hợp không, ổ cứng nó xài cho học hành có thích hợp không, ổ cứng bao nhiêu ghi là vừa đó, thì những cái thông thường, thông số thông thường đó, thì cái đó hãy biết hãy hiểu. Chứ còn đi vào chuyên sâu thì đôi khi là còn phải có một vấn đề khác à, cái đó là phải đòi hỏi là kỹ thuật chuyên sâu và can thiệp và sửa chữa ha, những cái đó là nó nằm ở những trong cái giới chuyên môn thì người ta mới can thiệp. Còn những cái thông thường này là những cái bước khởi đầu nan, và những cái có thể mình chia sẻ cho những anh chị em mình muốn vọc vạch, mình mua về mình ca nhạc đó. Tại khác ai quên, để hãy mở một cái đoạn nhạc để nghe, chạy rất là mượt, quên xin lỗi nãy giờ, để mở chút xíu ha, hãy mở cái nhạc ở bên cái YouTube quên YouTube, tại vì cái này hãy up lại YouTube. Thành ra hãy không có mở những cái nhạc của cái kênh khác, vì hãy mở nhạc kênh khác thì sẽ bị YouTube nó chụp chụp mũ mình, nó bắt. Thành ra hãy bắt buộc phải mở một cái bài nhạc mà hãy, tại vì hãy chuyên chơi là hãy một người chơi organ mà, thì hãy mở một cái bài mà hãy hãy mở bên cái kênh trang YouTube của hãy, để nó tránh việc của mình up lại thì mình sẽ không bị bắt. Còn mà hãy mở của người khác vô up á, là nó YouTube nó bắt hãy. YouTube nó bắt là gọi là bắt bản quyền á, nó bắt bản quyền là mình giống như là mình sao chép, mình copy của người ta thì nó sẽ bắt lỗi hãy. Còn YouTube nó khó chịu lắm. Đây bây giờ hãy mở qua đây ha. Đây là cái bài này nè. Đây hãy mở cái bài mà hãy đánh bài up trước đây để gì anh về mình nghe. Nói chung là nó chạy rất là mượt, nó rất là ok thôi, không không có vấn đề vấn hà hớn gì hết. Chạy thì xài. Nghe nhạc hát là ok, là cái gì đó đại khái vô tư ha. Đó, đại khái. Đây hãy mở ra cho anh chị nghe nghe cái bài. Thank you.
xuân này nữa. Mình hát, ví dụ như mua máy tính vậy đó, mua thêm mấy cái này nó bán trên mạng đầy, đây cái này Hải cũng mua lại trên mạng thôi, nó bán trên mạng đầy, thì các bạn mua một cái micro như thế này về hát karaoke, cắm kết nối vô cái này hát karaoke vô tư, siêu hay luôn, mà gọn rẻ tiền. Mua cái mic này chưa tới 300 hả? Hãy mua cái này là nó bán 290 thì cũng coi như ngán 300 đi đó, về hát vô tư thôi đó, thu âm hay là bán hàng livestream trực tiếp hay những cái gì đó mình xài mic này, ok, rất rõ ràng. Còn muốn echo bạn bật echo lên cái nói được. Alo, alo, 1 2 6 7 8 9 10 đó, cái này mà hãy hát trên cái nháy nháy theo cái bài này nha. Rồi đại khái thế thì đó, những cái mà Hải chia sẻ nãy giờ á, để cho anh chị em mình thấy á, là anh chị em nào thích thì cứ đến xem trực tiếp ha, đến Hải có để trong cái số điện thoại để vào Zalo để xem ha, để vào Zalo xem hình ảnh các thứ, máy móc sạch sẽ hết, chụp hình Hải bung ở bên trong á, Hải có chụp bên trong để xem, về nhà với cái máy này ổ cứng, đọc lại nè, ổ cứng là 160GB, chạy 2 thanh RAM, mỗi thanh RAM là 1GB nha. Màn hình thì nó hơi bị ố vàng ở trên nha, hơi bị ố vàng, cái vệt nó có một cái vệt vàng gần hết màn hình. Nhưng mà đây vệt ố vàng hơi, vẫn xem bình thường, vẫn xem cứ hát vô tư ha. Rồi, bàn phím. Nói chung màn hình Hải thích một cái là các anh chị em mà cho con nhỏ học á, đó. Ở dưới này nó có cái khay. Đó, nó có cái khay rộng lắm, các bé để bút viết các thứ nọ để trong ha, không sợ nó lăn, nó làm nguyên cái khay nằm ở dưới cái bàn, cái khay đó để cho cái chân màn hình để bút viết các thứ nọ vô, không có sợ bị rơi, không có rớt. Bàn phím thì nó bị hư một không phải bị hư là nó bị cái đứa bé đó, nó chơi miếng sao là nó nghịch hay như thế nào đó, nó làm xúc hết một cái con này ra mất. Nó không biết nó nằm rơi đâu đó. Nhưng mà không liên quan bàn phím, khỏi xài lúc đó luôn đi, bấm vẫn vô tư ha, 20 mấy chữ cái còn đầy đủ hết. Những phím khác chỉ lỗi một cái đó là nó mất cái nút đó thôi đó, là nó hơi bị một cái lỗi, cái hai lỗi đó là cái nào lỗi hãy nói rõ ràng luôn, rồi đơn giản thôi. Còn máy tính là CPU rồi con cái ổ cứng và RAM hãy nói rồi, còn cấu hình màn hình hãy chụp á, Hãy sẽ để trong cái hình ảnh ở trong Zalo, anh chị em mình sẽ vào trong đó, trong Zalo sẽ thấy hình ảnh Hải chụp đó. Rồi thôi, xin chào bye bye tất cả nha, xin chúc sức khỏe, ok.